Thưa quý vị, chiều nay đã diễn ra hội nghị lần thứ 23 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết công tác 9 tháng năm 2024, quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối về chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp. Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. 9 tháng năm 2025, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành tổ chức 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về đảng với 656 học viên tham gia. Ban thường vụ Đảng ủy khối xem xét quyết định kết nạp 197 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt tỷ lệ 89,54% chỉ tiêu tỉnh ủy giao năm 2024. Trong đó, số đảng viên kết nạp trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 30, vượt 50% chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Thành lập một chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đến ngày 27 tháng 9, toàn đảng bộ khối có 125 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 55 đảng bộ cơ sở, 70 chi bộ cơ sở với tổng số 6.373 đảng viên. Phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mở rộng, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng ủy khối quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng, ra soát nguồn, bảo đảm kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu tỉnh ủy giao, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện các biểu hiện hành vi vi phạm tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Trong chương trình hội nghị, Đảng ủy khối đã tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Mã Thành Sơn, chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh.